Xin chào các bạn, thì hiện tại mình đang ở dealer xe Porsche ha. Nó nằm kế bên dealer xe của BMW luôn à. Sẵn mình qua mình quay luôn. Nằm kế bên. Nằm qua đây xe luôn. Để đi vô trong coi dealer nó coi sao ha. Anh đẹp quá. Chiếc này giống 911 quá. Porsche. Này là hai cửa. Này chiếc gì ta? 911 đúng rồi không? 911. Carrera 4S. Cái này là Turbo S. Cái này không để giá. Mở cửa được không? Lock. Này lock rồi. Này Turbo này nó mạnh hơn, nó mắc hơn nè. Coi giá nhiều. 218 911 Turbo S 207.800. Học mẹ. 207.800. Nè mà này là 218 rồi. Không phải 220 nữa. Nhìn cái ở ngoài thì đẹp nhưng mà ở trong nó nhìn mình không thích lắm, kiểu như cổ xưa mà mắc má. Porsche này, chiếc này thể thao, chạy như kiểu thể thao chứ phải sang trọng hơn. Ở trong đó, kiểu sport. Okay. Bao nhiêu horsepower vậy? Này tới 580 horsepower luôn. 3.8 lít, 6 máy. Mấy máy gì? Không thấy nó ghi ta. Boxy. 6 máy mà. 580 horsepower. Đây mạnh lắm. Đây nó mắc là do cái động cơ nữa thôi. Với lại chất liệu thương hiệu của nó. Chứ mình thấy cái màn hình nhìn bé chí à. 206.000. Mà chiếc xe này là 218 à, chứ không phải là 220 ha. 218. Mình thích cái đèn đó. Đèn nó nhìn ngầu sang. Nhìn giống giống như xe Tesla. Xe Tesla nhìn giống giống xe này. Cái đầu mô bo tròn. Chiếc này 219 à. Này bao nhiêu à? 193.000. Turbo cabinet. Cái này nhìn mới hơn chứ.
này là 911. Mà này là xe mô trần ha. Này 219. Và giá của nó rẻ hơn chiếc kia đó. Chiếc 218. Này 219 mà có 193.000 à. Cái này bao nhiêu horsepower nha? Cũng 540, cái kia 580. Chiếc kia mạnh hơn. Ở trong nó cũng thiết kế giống như kiểu kia nhưng mà nhìn nó hiện đại hơn chút. 219 ghế già nè, im lắm nè. Đuôi xe của nó nhìn ngầu lắm, giống như lấy chiếc xe đua rồi. Chính là một turbo mua trần 193.000 cộng thuế cho em này. Bánh mâm nhìn ngọt quá. Quá đẹp, cái nước sơn nó nhìn đẹp quá. Này cũng là 219 là 78 Cayman GTS. Cái này có ổn, này rẻ hơn người ta 97.000, rẻ nữa giá. Này có 365 hết đâu rồi, 97.000. Thế. Ừ, chiếc này đẹp lắm. 718. Còn mấy kia 911, 718 thì nhìn nó bự hơn nè. Mà ở kia nó tốc độ nó mạnh hơn. Cái động cơ nó mạnh hơn. Như thiết kế nó cũng giống giống nhau á. Thiết kế của khoang lái nó nhìn giống giống nhau ha. Nó kiểu giống như kiểu cổ điển. Màn hình thì nhỏ xíu à. Nó này có cái 718. Cái vô lăng kiểu mới cũ luôn. Được 2 chỗ. Cái xe này sẽ ngồi vô nó mình lọt vô trong nữa. Em 911 Tara 4 GTS. Ô, 911 nó có nhiều kiểu, nhiều loại quá. Nó đi dạo dần nha. Chúng tôi giá thì. Ô, chiếc này mua trần ha. Mua cứng. Xe mua trần. Đánh mâm nữa.
cái phần đầu nó thiết kế giống giống nhau hết nè, nhìn không có phân biệt nữa, nhìn rất là giống nhau. Trứng một bọc cá gà ở trong nó thì nó không vậy mà có giá nó nhiều. Cái phần đuôi xe nó cũng đẹp quá. Cái xe này ở ngoài thì mình thích nhưng mà ở trong mình không thích lắm. Trong mình không cư 182.000. horsepower hả? Mấy chiếc này mạnh không? Là chiếc 911 đầu tiên nãy quay 200 mấy là mạnh nhất, 580. Cái này có 450 à. $182.000 cho xe này. Đánh đậu xe đẹp quá. Mình nhìn chiếc nào đậu nó cũng đẹp. Đây là 26. Cái này cũ hơn. Nhìn ngầu với ta. Đẹp quá. 26 mà nhìn đẹp chứ. Nước sơn nó đẹp quá. Mê thôi. Thời giá tiền bao nhiêu? Một chiếc này 26 mà đẹp biết ta. GT3. Chiếc này là GT3 26. Cái hộp gió đèn đầu, cái đầu đẹp quá. Hồi nãy giờ mình thấy chiếc này đẹp nhất, cái đầu màu đỏ này. Cái sơn nó đẹp bóng. Nhìn cái đuôi xe. Oh man, GT3 RS. $199,800. $199,000. Ồ, chiếc này đẹp quá. Đẹp hơn chiếc 911 đánh. Cái đầu. Và ở đây là 26 nữa. Đây có chiếc xe lạ không? Oh man. Hai cái động cơ nữa. Cái này là gì? Carrera GT. Đây anh khách hàng cái hàng cục, hai cục động cơ nó cũng chà bá lửa. Ngồi giống như ngồi trong hầm chống đạn nha. Mở cửa được không? Quá rồi. Đi đồng chơi. Thank you.
sò với nó không bán luôn. Please don't touch, do not touch. It's not for sale. Ở đây nó để được bao nhiêu chiếc được cơ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chiếc. Đây để được 9 chiếc nha. Mấy chiếc bên kia mới mắc. Chiếc này thường rồi. Mà không thấy tên nữa. Này không biết luôn, không có để tên. Này là 911 hả? Trong đây để chủ yếu là xe 911 không? 4S. GT3. Mình thích chiếc này nhất. 200.000. Rẻ hơn chiếc đầu tiên. Nhìn cái đầu nó đẹp quá. Này cũng là 911. Đi dạo là hết. Cái màu cam này cũng đẹp quá ta. Này là 718. Cayman 97.000. Này được. Còn giá còn ok chút. Chiếc kia mắc quá. Nửa giá chiếc kia. Nhìn cũng đẹp quá. Hình như mấy chiếc này màu thấy màu cam với màu đỏ luôn. Đỏ nó đẹp quá. Xe Porsche mấy chiếc màu đỏ đẹp quá. Màu đỏ, màu cam. Quá đẹp luôn. Cái sơn đó. Màu trắng này không bằng. Thích màu đỏ. Mấy chiếc này mắc quá. Mấy chiếc 911 này mắc quá. Mấy chiếc 911 này là xe top của nó rồi. Mắt. Chiếc màu đỏ này đẹp quá. Để đi dạo vòng ở ngoài coi. Này 911. Chín chiếc quay hết rồi. Ở đây 911 không? Để đi ra, dạo ra ngoài coi sao nha. Có mấy chiếc khác. Đi ra ngoài coi coi. Nó để mấy chiếc xe ở ngoài, xe diêu nè. Đây, chiếc Panamera ha. Cái chiếc này nó rẻ hơn. Chút. Chiếc 911 mắc quá. Với lại cái kiểu nó cái kiểu nó sẽ là fashion hơn. Cái kiểu nó đẹp hơn. Này 218. Còn mấy chiếc 911 thì nhìn cái kiểu nó cổ điển. Không có để giá. Mấy chiếc này thì nhìn nó sang trọng hơn. Còn mấy chiếc 911 là nhìn nó sport. Nó tốc độ. Ở đây nó để nhiều xe lắm nè. Mà mấy chiếc này chất cũ á. Nhiều không? Phải thì xe là Porsche 78. Này là Boster
12, 14 mấy chiếc xe nhiều không? Paramera. Mấy này xe nhiều không? Mấy cái đèn nó ngầu quá. Mấy cái đèn không? Để coi chiếc này mấy cái đèn nó ngầu quá. Xe này xe nhiều. Cayman GTS. Cái này bao nhiêu tiền nhỉ? 27 72.000 800. Mà 27 thôi á. Này là nhiều kha không ta. Xe này chạy được 33.000 mai rồi. Mới mua nó còn mắc hơn nữa. Anh ghế màu trắng này đẹp quá vậy. Đây, bao nhiêu tiền? 29. Man Macan. Mấy này mình cũng không biết đúng không nữa. Này ba động cơ là 3 lít 6 máy, 348 horsepower. Giá của nó là 71.000. Này xe mới nha. Xe mới mà 29. Mới 29. Macan S. Một cái đèn nó sao nó dài đẹp. Ủa sao không có xe 20 ta. Mình chỉ thấy xe 29 mà còn không thấy xe 20 luôn. Cayman. Chiếc này màu mới nè. Màu xám trong qua. À? 29. Giá em nó là 76.000. À được. Quá. Wow. Nó không có xe 220 ta. 219 luôn. Everybody shake it, baby.